Chú rồi. Rồi cho cô chú coi con đang cầm gì. Mẹ ăn nước. Con đang cầm nước phải không? Cái này là bây giờ mẹ cho cháy uống men vi sinh nha. Con dạ mẹ đi. Mẹ. Rồi uống đi. Trời ơi, nó giống như là đang dập mãi những chén chua cay này. Nó lêu bêu như gã du ca. Mẹ đã quá. Đã quá hả? Ở, chưa hết hả nè. Rồi, hết rồi. Rồi bây giờ. Mẹ nữa. Rồi bây giờ tiếp theo uống cái này nè. Mẹ chiều. Đây là cái này để tăng chiều cao cho chay mà Ngọc mua bữa lâu rồi đó. Mua ở chợ Hàn Quốc á. Uống không? Mẹ. Con nói làm sao? Dạ có. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để. Con nói cô chú. Chào chú. Chào chú. Chào chú đúng rồi. Làm sao? Nữa không? Rồi vô. Nữa mẹ. Thôi nhiêu đó đủ rồi, mai uống tiếp. Rồi, được chưa? Nữa mẹ. Không, cái này mai uống tiếp. Vậy nhiêu đó đủ chưa? Rồi bước xuống sân khấu giùm cái. Chị làm ơn chị nhường lại màn hình giùm em cái chị ơi. Cái kênh này của em chứ không phải của chị. Trời ơi. Ngồi im đó. Mày lấy đồ mày gọt. Đây lấy chân ra. Mày lấy mày đồ mày gọt cho cây nha. Con nói làm sao? Dạ đó. Con nói vậy con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Ngồi im đó. Cảm ơn mẹ. Oh she's sweet but làm sao? Rồi nè. Mày gọt cái apple nè. Nè cắn nè. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Cho cô chú coi nè. Ủa ngon quá sao nhả? Đó, trời. Con này dẫn mạng. Chào chú mẹ. Chào cô chú. Hỏi cô chú có khỏe không? Có nhớ chay không? Nhớ chay. Nhớ chay. Ôi ôi con ngồi đã. Chay ngay rồi. À cô chú coi chay đang ngồi nè. Hai mẹ nè. À trời. Ừ. Con nhớ mặt với mẹ hả chay? Nè từ giờ về sau mẹ sẽ không cho chị ăn. Chay sẽ vứt chay rồi. Từ giờ về sau mẹ không cho chị ăn gì nữa hết. Bây giờ. Đâu có được ăn uống kiểu đó chay. Đồ ăn mà tại sao con đi lem liệm, con đi đem thải kiểu đó hả? Từ giờ về sau mẹ không cho chị ăn gì nữa hết. Đâu chị đang máy cấp thôi nè, đây nè, nhìn vô đây là máy cấp nè, có kiến nè, nhìn vô là máy cấp thôi. Ngồi xuống. Nó lấy cái đồ của tôi đó. Cái đồ này không phải làm make up mà nó lấy nó làm make up. Trời đất ơi. Chịu đời nổi. Không chịu đời nổi với chay đâu nha chay. Make up mà còn mất mũi nữa. Ai đời vô duyên vậy. Baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark. Ba 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 ba. Trời. Chị hát mẹ ngang bài coi. Baby shark. Baby shark. Baby shark.
Giờ đi đâu? Trời ơi, đi hoài vậy, đi mới đi về tức thì mà giờ đi miết vậy trời. Đi đi Úc làm gì? Chú biết bác sĩ rồi. Hả? Chú Úc bác sĩ rồi. Ờ, đi Úc đi làm bác sĩ rồi, đúng rồi. Chú mẹ. Ờ, đi đi, mẹ chở đi ngồi yên đó. Có đi bao quy không? Mà có đi bao quy không? Hả? Dạ mẹ. Gì con? À khối đó con, khối. Khối, con nó đi khối. Trời. Đúng rồi. Rồi có đi ông nhỏi không? Trời, phai giờ. Phai giờ hả? Mà có đi ông nhỏi không? Wiu. À bây giờ nè, con gà nó gái thì sao? Con gà gái thì sao? Bậy. Cái đó là phai giờ. Con chó sói nó hú làm sao? Con gà nó gái thì sao? Đúng rồi. Dạ có có. Đúng rồi. Con mèo nó kêu sao? Mèo mèo. Con chó nó sủa sao? Rồi con heo nó kêu sao? Ôi. Wow, chị đi, you good. Trời đất ơi, mẹ chỉ con mấy lần mà con biết ra hả chị? Trời ơi, good job. Oink, oink. Trời ơi, chỉ nó không chịu nói nhưng mà tới hồi là nó nói thôi. Wow. Rồi con gì nữa ta? Áo phay à. Đó. Con rồi con ngựa đó. ABC mẹ. ABC ABC D E F. Chú ABC rồi. Hả? Chú ABC. ABC sao? Chú ABC. À chú ạ. Oh, chú viết ABC đúng rồi, chú viết ABC. Rồi con ngựa nó hí thì sao? Ồ, ôi giỏi vậy ta. Giỏi vậy ta. Rồi con gà nó gái thì sao? Cá cơ. Con heo nó kêu thì sao? Cá cơ. Đâu đâu, con heo. Ui. Đúng rồi, quắc. Ui. Yeah. Mami. ABC chú rồi. Ừ, ABC chú rồi, đúng rồi. Chú. Ừ, chú viết vậy đó hả? Chú viết lên xe mày mình vậy hả? Chú ABC. Giỏi quá. Chay đếm từ 1 tới 10 mẹ coi. 1, 2, 3, 4, ABC. Thôi 7 à, đếm từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi. Bây giờ mình đi đâu? Đây nè, bây giờ mẹ với Chay đang ở đâu nè? Mẹ với Chay đang làm gì? Chơi ABC. Không phải, mẹ với Chay đang rửa xe. Rửa xe mà. Đúng rồi. Con ngựa nó hí làm sao? Chay, con ngựa nó hí làm sao? Ủa gì mà sao á? Chơi iPad mẹ. Cái gì? Con chơi đá. Cái gì coi iPad? Giờ này đi coi iPad thì gì? Tới nhà mới coi iPad. Anh ra bếp, mẹ đưa nó nghe nè, nó nghe nè. Cô đang nói mẹ cho bếp mẹ. Con gặp ông Lũ con chào sao? Chào Lũ ra rồi. Chào ông Lũ vậy hả? Rồi con chào ông già sao? Chào già. Hello già sao? Hello già. Đúng rồi. Rồi con ghi ghê thì sao? Hello già. Hello già hả? Mà con có sợ ông Lũ không? Sợ Lũ. Sợ. Bây giờ. Ừ. Rồi rồi. Cho mẹ biết đâu. Ờ mẹ biết là nắng mẹ biết rồi, nhưng mà bây giờ con để cho mẹ. Ừ, xích vô để mẹ xích vô để chơi, không chơi không có nắng nha. Rồi mẹ lái lẹ xích vô cho chơi không có nắng nè. Xin lỗi chơi nha, chơi chờ mẹ một chút nha. Thêm sát mẹ. Đây nè, mẹ đang lái vô để cho đỡ nắng nè, chơi, mẹ biết chơi ghét nắng lắm. Chờ chú. Để xích cho mẹ. Xích vô. Ừ, xích vô. Chú. Chú ơi, lẹ lẹ giùm cái, lẹ giùm cho chơi cho chơi đỡ nắng, lẹ đi chú ơi. Chơi nói đi, lẹ lên. Chị nói lẹ lên đi. Dạ chú ơi, lẹ lên. Lẹ lên, nắng quá. Nắng quá. Cứu tôi với. Ui. Nói đi, cứu tôi với. Mẹ, xích tôi mẹ. Xích vô rồi, mẹ đang xích vô. Xích tôi á. Rồi, xích vô rồi, yeah. Rồi, hết nắng chưa?
Chơi chơi gì chơi? Con chơi này. Oh wow, cô chú coi chơi xây tự xây nè. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Ừ, đừng có đâm đâm ngã con. Ngã ngã. Màu này màu gì chơi? No. Anh té rồi. Orange. Anh té rồi. Té rồi hả? Oxy. Orange. Oxy. Orange. Oxy. Không phải oxy, không nói nè. Orange. 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 Đúng rồi, giỏi quá, high five. Boom. Chay chay chay, về ông nội chơi không? Dạ. Sao không đi về nội chơi? Dạ đi, này đi đi bà ngoại chơi không? Không. Chứ đi đâu? Dạ. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Ừ đi. Dạ. Mà con có thương ông nội không? Dạ miết đi rồi. Cái gì? Dạ. Con đi đâu? Con có thương ông nội không? Nè nói cho ông nội nghe coi chị có thương nội không? Đi nói đi nội hả? Đi ông nội không? Đi ba Quy đi bên sành không? Đi đi bà ngoại không? Đi xuống ngoại năm không? Chứ đi đâu? Đi năm mẹ. Hả? Đi năm. Đi năm hả? 6 7 5. Gì tầm 7 không? Nói tầm 7 bà. Nó con bắn gà nó tầm 7 bả không mà. Dạ mẹ. Mà chay có thương ba Quy không? Ba Quy. Đúng rồi. Chay có thương Vinh Sinh không? Thương đó Sinh. Sinh. Bác con... sĩ mẹ. Chích mẹ. Ờ bác sĩ chích mẹ hả? Nè con chích vô tay mẹ đi. Ú dạ, đau quá. Mẹ chích mẹ. Chích đâu nữa? Ê trời. Ê trời, ai da, à. Ê trời, nó sọt lỗ tay tôi. Con mẹ miếng ngay. Con có thương mẹ không? Ê, thôi, đừng sọt vô đuôi mắt tôi à. Chết kìa. À. Trời, ngon quá. Hôn mày miếng. Ôm cổ mẹ, ôm cổ mẹ lại. Oh. I love you, chị đi. Đau. Ui da, tự nhiên cái chị. Bác sĩ, ai da. Chết kìa. Chết da. Nó làm chút, nó làm chút tôi bị viêm tay luôn á. Ouch. Đau quá. Thôi ngồi chơi đi, ngồi chơi ấy, hôn mày miếng đi, ôm cổ hôn mày miếng. Còn mà mày ra con nói với ông nội nghe nè, con có thương nội không? Cái mồi. Có thương bà ngoại không? Dạ. Gì đó đi đâu nữa? Trời ơi qua lúc tay này vậy? Khổ dữ vậy. À. Mẹ mẹ ừ đau mẹ rồi. Con chích cho cô chú coi, chích cho cô chú coi. Chích nè. Hôn mẹ miếng ơi, hôn mẹ miếng ơi. Chích nè. Dạ, dạ, đau dài quá. À. 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 Đau quá. Chích cho con hôn mẹ miếng đi, hôn mẹ. Hôn mẹ. Hôn mẹ. Hả? Ai chích đầu tao? Cái gì? Ai chích đầu tao? À, con hôn mẹ miếng ơi. Chay, hôn mẹ miếng ơi. Hôn mẹ miếng. I love you. Con nói I love you mommy. I love you mẹ. Rồi, mẹ cảm ơn chay. Mẹ lỗ tay đau rồi. Ừ, mẹ lỗ tay đau rồi. Mà con có nhớ mẹ Ngân không? Còn con có nhớ ba Bảo không? Nhớ ba Bảo. Con có nhớ ba Quy không? Mẹ chữ rồi. Sao? Chết chữ rồi. Dạ đâu. Thôi giờ lấy cái đàn hát bản cho cô chú nghe kìa. Cô chú khoái con hát kìa. Cô chú khoái. Ây đau quá trời. Cái đàn màu hồng đâu rồi? Xích nè. Ừ xích nè. Mà cái đàn màu hồng đâu? Đời sinh viên có cái đàn guitar đâu rồi? Này xích cho cô chú nè. Rồi giờ tới chích cho em á hả? Em bị bệnh gì mà con chích à? Em bị quá sao? Em bị bệnh gì? Em bị quá. Em bệnh em bị... đau rồi. Em đau rồi mà đau gì vậy? Em đau xích. Con có tự chích con không? Con tự chích con đi. Xích nè. Xích nè, đúng rồi. Xích em
em ơi. Xịt em ơi, em có hóc không? Em hóc. Chị. Con gì đó nè. Con gì con? 9 là 1 2. 1 2. 1 1 2. 1 2 sao? 1 2 là 1 2. Bây giờ con có mà con có chích ba quy không? Chích ba quy. Chích nhà, ba quy đấy, chích nhà. Ừ, chích có chích bình sình không? Ờ, chích bình sình rồi. Có chích ông nội không? Chích nè, rồi có chích cho bà ngoại không? Dạ, chích nè. Chích ai nữa? Chích ai nữa? Có chích bạn Ngân không? Chích nè. Có chích bà Bảo không? Chích bà Bảo. Chích Ngân. Chích bà Bảo, chích Ngân à? Chích ai nữa? Chích mắt rồi. Chích ai nữa? Chích mắt. Chích mắt luôn hả? Chích gì dữ rồi trời. Chích mũi. Chích mũi luôn. Bác sĩ này quá luôn. Bác sĩ là đại chích chứ không phải tiểu chích rồi. Chích chỗ tai mẹ. Chích chỗ tai luôn. Đó là cái đuôi chứ không phải lỗ tai. Cái đó là cái đuôi.